Từ thành phố Houston, chúng tôi là Hoàng Bách, xin kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Và thưa quý vị, trong vị khách mời ngày hôm nay của chúng tôi là luật sư Đỗ Phủ từ miền Nam Cali. Chúng tôi xin nhân hạnh kính chào luật sư Đỗ Phủ. Con xin kính chào quý thính giả ở bên Texas và chào anh Hoàng Bách. Dạ vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi cũng xin giới thiệu luật sư Đỗ Phủ là phó chủ tịch hội đồng điều hành đài truyền hình SBTN, và ông cũng là bình luận thời sự trên đài SBTN cũng như là có văn phòng luật sư tại miền Nam Cali. Và ngày hôm nay thì cái đề tài mà chúng tôi muốn mời luật sư Đỗ Vũ dưới cái nhìn của luật sư. Thưa luật sư, thì qua cái Covid-19 thì thế giới họ lên án trùng rộng rất là nhiều, kể cả Hoa Kỳ và các nước Tây Phương bây giờ cho rằng là trùng rộng là thiếu cái trách nhiệm về vấn đề này. Thì với cái nhìn của luật sư nghĩ sao về cái vấn đề này? Tôi nghĩ cái chuyện này đó anh, là cái chuyện quan trọng nhất là cả thế giới họ có những cái tin tức mà họ đưa ra từ đài CNN tới đài Fox, phe thiên tả cũng như là phe cực hữu, đều có những cái tin tức đưa ra nói là Trung Cộng đã biết về cái vụ Vũ Hán này mà không có thông báo sớm, tại vì cái chế độ cộng sản của họ. Thứ nhì nữa đó là có một cái tin, nguồn tin mà cũng mới đây tuần trước của CNN, họ có những người mà đưa ra từ phía bên Trung Cộng, mà những người trước đó họ nói là Trung Cộng đó thật sự là họ muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà gọi là kiếm thuốc chữa cho các vi khuẩn, cho nên họ điều tra và có thể là từ trong cái lab của họ con vi khuẩn nó thoát ra được. Đó là cái điều tra của ngay cả phía bên thiên đảng là CNN đã họ đưa ra. Thì đó là những cái mấu chốt mà cả thế giới hiện giờ họ có thể họ quy trách nhiệm về Trung Cộng. Và đặc biệt ở Hoa Kỳ đó thì có một số luật sư cũng như là tiểu bang không phải là Michigan, một tiểu bang tôi quên tên là tiểu bang nào, họ Missouri cũng kiện. Missouri đó, đúng, Missouri. Yeah, yeah. Đưa một cái đơn kiện ra, họ kiện phía bên Trung Cộng trong cái chuyện mà gây ra cái vấn đề mà về vấn đề mà khủng hoảng kinh tế cho Hoa Kỳ. Nhưng mà cái lo suốt đó nó có những cái vấn đề riêng của nó, chút xíu nếu mình có giờ mình sẽ nói chuyện, nó có một số chuyện nó bị vấn đề trong đó, chứ nếu không mình đã làm được rồi. Và chính tôi cũng có cái ý nghĩ đó khi mà bắt đầu mà làm những cái khởi tố và những cái đơn kiện đó, đặc biệt là tới cái những người mà tôi nghĩ là ảnh hưởng chúng ta nhiều nhất đó ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như những tiệm nail, những cơ sở thương mại mà bị ảnh hưởng nhiều nhất là những cái chuyện mà tiệm ăn của chúng ta bị. Nhưng mà nó có một số vấn đề của một số luật sư họ làm, mà ngay tiểu bang Missouri họ làm cũng sẽ nằm một số vấn đề. Nó bị, dạ vâng, thưa luật sư, thì hiện tại ở bên Úc á, cũng như là Hoa Kỳ và ở bên Đức, họ đề nghị là bây giờ phải có những cái biện pháp đi kiểm chứng lại con virus của Vũ Hán nó xả ra như thế nào. Có nhiều người cho rằng là nó có thể xả ra từ cái phòng thí nghiệm về các cái sinh học của Trung Cộng, cho tới bây giờ thì mình không biết. Nhưng mà có một số quốc gia họ chần chờ, thì ở bên Úc họ nhắc nhở về vấn đề này và họ đổ lỗi cho là có thể là những cái siêu vi trùng mà của Vũ Hán ở trung tâm nghiên cứu của Vũ Hán đó, của Trung Cộng đó, nó thoát ra bên ngoài. Thì luật sư nghĩ sao? Tôi nghĩ cái đó là một cái chuyện mà rất là khả dĩ mà có thể tin được. Và tại vì như thế này, tất cả chúng ta đều là những người ở với chế độ cộng sản rồi, và ai cũng ở với cộng sản rồi. Khi mình ở với cộng sản mình biết là cái chủ thuyết cộng sản, nhất là một đảng cầm quyền lúc nào họ cũng có cái sự mọc bành trướng, đặc biệt là anh Trung Cộng trong cái mộng mà của Đảng Cộng sản Trung Cộng muốn bành trướng. Thì Tập Cận Bình từ lúc lên cầm đầu cộng sản họ không bao giờ mà muốn hòa bình với ai đâu, họ lúc nào cũng muốn mộng làm bá chủ để phát triển cái chủ thuyết cộng sản của họ. Và đặc biệt là anh Trung Cộng đó, thì anh có cái mộng bá chủ cũng lâu rồi chứ không phải là mới đây. Cho nên nếu mà đánh với Hoa Kỳ trong vấn đề quân sự đó không lại, thì anh có thể đánh bằng vấn đề kinh tế. Thì một những cái chuyện mà chuyện Vũ Hán là chỉ một chuyện nhỏ của họ thôi, để đến chuyện nó xảy ra và nó ảnh hưởng tới cả thế giới, thì bây giờ tôi nghĩ là cả thế giới phải có cái nhìn ngược lại với lại anh Trung Cộng trong cái chuyện mà những cái con vi khuẩn này cũng như vấn đề kinh tế mà đối tác, mà chính chúng ta là những công nước tư bản đó đã nuôi anh Trung Cộng sống lên tới ngày hôm nay. Dạ, qua cái sự kiện này có lẽ là trước đây đó thì chúng ta thấy là Trung Cộng là một cái xưởng để sản xuất cho toàn thế giới, bởi vì ai cũng muốn đầu tư Trung Cộng để cái nhân công rẻ và cái lợi nhuận cao. Nhưng mà qua cái Covid này đó, dường như là họ bừng thích. Các nước Tây Phương đó, họ thấy rõ ràng là Trung Cộng là cái mưu nguy hiểm trên trường quốc tế. Thì luật sư nghĩ sao? Dạ, tôi nghĩ đó là một cái chuyện mà chúng ta bắt buộc phải khẳng định lại. Mà muốn đổi cái chuyện mà chúng ta phải nhớ là công ty Tây Phương đó, anh Hoàng Bách, theo sự suy nghĩ của tôi như thế này,
Tôi với anh đều có phần hùn, chẳng hạn như mình về già mình bỏ tiền share trong mutual fund, mình bỏ tiền tiền đầu tư của mình vô những cái chuyện mà cái quỹ hưu trí của mình bỏ vô công ty lợi nhuận như là Microsoft hoặc là bỏ vô Apple chẳng hạn như vậy. Trong cái thị trường chứng khoán thì dĩ nhiên chúng ta là người mà cổ đông đó thì muốn công ty mình lợi, mà những người có trách nhiệm trong công ty Apple chẳng hạn như vậy thì cái trách nhiệm họ là mà làm sao mang tiền lời tối đa cho chúng ta, và nếu mang tiền lời tối đa cho chúng ta đó thì họ phải kiếm cái nguồn nào mà nhân công nó rẻ, thì không bằng gì cách họ mang ra cái nơi nào mà nó đã có những nguồn nhân công rẻ như là Trung Cộng để họ sản xuất những cái máy như vậy, thì nó đáp ứng được cái nhu cầu là chúng ta là người cổ đông thì mình thấy là ô tiền mình lên, thì chính mình thật sự là những người mà mình đã khuyến khích công ty của mình, thì bây giờ trả lại công ty mình có trách họ được hay không, thì tôi nghĩ đó là cũng rất là khó trách, tại vì nếu cái nguồn nhân công nó rẻ đó thì anh là một công ty thì anh đầu tư thì mình dĩ nhiên muốn nhân công nó rẻ để cho cái lợi nhuận nó về cao, thì chúng ta sẽ không có ngăn cản được công ty đó đâu. Nhưng mà có một cái mà mình có thể mình giảm thiểu cái sự mà thiệt hại đó của khối Tây phương cũng như là của Hoa Kỳ được đó, là bằng những cái luật. Chẳng hạn như là chúng ta gần đây nhất trong những cái thập niên vừa qua mình có những cái chuyện mình cho Trung Cộng vô khối WTO, thì mình cho vô khối WTO hoặc là mình thương lượng với Trung Cộng mà không có một cái điều kiện nào cả. Chẳng hạn như một điều kiện, chẳng hạn như là cái nước đó có phải là nước dân chủ hay không, cái nước đó có tôn trọng cái quyền dân sinh hay không, mà mình lại đi mình thương lượng với anh đó để cho anh đó đặt cái công ty ở bên đó mặc dù anh lợi dụng người dân nô lệ để có lợi cho mình, dĩ nhiên. Nhưng mà cái đó thì mình không có thể nào mình cản những công ty như là công ty Apple được. Nhưng mà mình có thể mình ra một cái luật là nước Hoa Kỳ chỉ đầu tư vào những cái nước nào mà tôn trọng cái quyền dân sinh. Và như vậy đó thì một khi mà anh thỏa mãn cái dân sinh đó thì cái quyền lao động nó lên cao thì giá thành nó lên cao. Thì tự động khi giá thành nó lên cao đó thì mình xong đầu tư giống như trên đó, hoặc mình chuyển qua cái nước khác. Thì tôi nghĩ cái vai trò chính phủ nó đóng được trong vai trò đó để mình có thể mình cân bằng được cái chuyện mà mình nói là các công ty này đừng đầu tư, mình bảo họ đừng đầu tư họ sẽ không làm theo ý mình đâu, nhưng mà mình đặt điều kiện ra lại Trung Cộng phải có những điều kiện đó thì mới cho công ty đầu tư, thì tôi nghĩ là cái đó mình giải quyết được. Đó là cái nhìn của tôi về vấn đề phương Tây, mình phải đặt lại cái cán cân nó như vậy. Dạ vâng, đó là phương Tây, nhưng mà thưa luật sư đó, đối với các cộng đồng người Việt của mình ở trong cũng như ngoài nước, một số người họ tin rằng, họ nghĩ rằng chứ không phải tin, họ nghĩ rằng là Tổng thống Trump là cái người sẽ đánh trung cảm cho tha thế cho Việt Nam của mình. Và vì ai cũng không thích cái chế độ Cộng sản hiện tại, chế độ Hà Nội đó, cho nên nghe nói Tổng thống Trump có những cái biện pháp cứng rắn đối với trung cảm, đánh trung cảm. Thì nhiều người tin như vậy, nhưng mà dưới cái nhìn của luật sư có thể chia sẻ cái góc cạnh nhìn của luật sư nó chính xác hơn về cái vấn đề đó, có đúng sự thật như vậy không? Tôi không nghĩ là ông Tổng thống Trump ông làm cái chuyện này để vấn đề mà đánh Trung Cộng, mà đánh theo cái kiểu mà ông nói đánh. Thứ nhất đó là chúng ta phải hiểu background, tức là về cái lý lịch và cũng như là thành quả của ông Trump, cũng như là cái cách mà ông điều hành nước Mỹ. Ông Trump xuất thân là một thương gia, và là một thương gia thì chúng ta phải đặt cái hoàn cảnh đó như là một người mà chủ công ty Apple đó, thì muốn có cái lợi nhuận cao, tại vì cái lợi nhuận mà nó cao đó thì cái chứng khoán nó lên cao, mà nếu có chứng khoán lên cao đó thì ông Trump ông được gì, ông lấy tiếp tôi là tổng thống, tôi làm được cái chuyện này đó, thì khi mà ông thấy cán cân mà không có cân bằng đó, thì ông làm chỉ vấn đề là thương mại thôi, bảo đánh Trung Cộng thì không đánh, mà anh dùng cái đó, ông ta dùng cái đó để làm sao cho cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nó lên giá, và buộc anh Trung Cộng là phải có những cái biện pháp, chẳng hạn như là cho hàng hóa Mỹ vô lại anh Trung Cộng, hoặc là cho nhiều cái chuyện mà anh Hoa Kỳ vô hơn và giữ lại cái đặc quyền của Hoa Kỳ nhiều hơn trong những vấn đề chẳng hạn như là hàng hóa của Hoa Kỳ buôn bán với Trung Cộng như thế nào, chứ không phải là Tổng thống Trump đánh với Trung Cộng. Tổng thống Trump là muốn làm cái túi tiền của dân Hoa Kỳ có nhiều hơn, tại vì vốn dĩ ông ta là một thương gia, cho nên tôi nghĩ đó là một cái nhìn rất là tôi nghĩ là nhìn mình nhìn rất là gầm, và nó hơi hiện cạnh là mình nghĩ là ông Tổng thống Trump đánh với Trung Cộng là sẽ đánh dùng mình, không có. Ông Tổng thống Trump cũng làm sao để cái khối đầu tư, những người thương gia như chúng ta, những người bỏ tiền vào 401k, những người đi làm bỏ quỹ hưu trí, làm sao có được cái tiền lên cao, và nếu mà lên cao thì người ta quên đi vấn đề nhân quyền, quên đi vấn đề dân sinh, người ta chỉ bỏ vô, người ta bầu cho cái vị tổng thống nào mà mang cái túi tiền lên. Tôi nghĩ cái đó là cái ông Trump đánh vô, cho nên mình đừng hiểu lầm là ông làm như vậy là ông đạt tự do, ông đánh nhân quyền của mình, không có chuyện đó. Dạ vâng, cái điều luật sư nói nó vừa nêu lên, chúng ta cũng biết là Venezuela là một quốc gia có thể nói là chân sau của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Maduro đó nhiều lần, kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng như cái thời kỳ mà cố vấn ông John Bolton đó, có những biện pháp cứng rắn để lật đổ ông Maduro.
Nhưng mà rồi cuối cùng hình như Tổng thống Trump cũng không đồng ý. Thì chúng ta huống hồ chi là một quốc gia xa xôi như là Trung Cộng mà nói rằng là ông sẽ đánh Trung Cộng cho Việt Nam thì cái điều đó là khó xảy ra. Bây giờ mình trở lại, thưa luật sư, mình đóng đóng Hoa Kỳ cũng là cách ly cũng như tìm những biện pháp cứng rắn của người dân là cách ly cũng như các công ty đó là phải tạm thời là giới hạn không có mở cửa, hoặc là nếu mở cửa một số người thôi, đặc biệt là các cái cửa hàng small business, từ nhà hàng khách sạn cho tới vấn đề gọi là tiệm hớt tóc, tiệm nail vân vân thì đều bị đóng cửa. Thì bây giờ đó thì Tổng thống Trump sẽ nói là đầu tháng 5 sẽ mở cửa, nhưng mà cái vấn đề mà mở cửa đó tùy thuộc vào các cái tiểu bang, các thống đốc của các tiểu bang. Thì liệu rằng đầu tháng 5 này nghe nói là cũng có trên 20 tiểu bang cũng dự trù là sẽ mở cửa, thì luật sư nghĩ rằng có mở cửa toàn diện không, hay là cũng vẫn còn bị giới hạn ở một số tiểu bang, thưa luật sư? Vâng, cái phương thức khoa học của chúng ta bây giờ là dĩ nhiên là trong cái vụ mà những cái bị cái nạn corona này, con vi khuẩn corona này, tôi nghĩ là cái chuyện quan trọng chúng ta phải nghe những lời những người chuyên gia, và chuyên gia đây không khác hơn là những người bác sĩ, nhưng mà chúng ta hoặc là những người khoa học gia trong cái vấn đề điều nghiên con virus này nó phát triển như thế nào. Dĩ nhiên cái chuyện đó là chuyện đương nhiên chúng ta phải làm, và mình cũng phải nhớ lại là cái livelihood, tức là cái chuyện mà cuộc sống của mình cũng cần có cái sự mà mở nữa. Nhưng mà chúng ta phải nhớ như này là nếu mà bây giờ ngay cả một cái tiệm nail họ mở lại đi, nhưng mà nếu mà mình cái con virus đó hoặc là cái sức chứa hoặc là nhà thương của Hoa Kỳ họ không tạo cái niềm tin cho người dân đủ, thì người dân họ có ra họ làm chuyện đó hay không? Họ đi làm cái chuyện mà làm neo lại hay không? Hay họ có đi cắt tóc lại hay không? Hay là họ sợ? Và các cơ sở thương mại như là tiệm neo, những người mà cái cộng đồng chúng ta sống rất nhiều vào cái nghề đó, thì những cái tiệm neo hoặc những cái nhà hàng ăn đó, họ có dám mở cửa lại và nhân viên họ có dám đi làm cho họ hay không? Nếu họ không có lòng tin vào cái hệ thống y tế của Hoa Kỳ có thể cứu chữa được họ hoặc là giúp được họ khi mình lỡ bị cái virus nó gây ra. Cho nên tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là cái niềm tin của dân chúng. Mặc dù là thống đốc có thể ra lại là cho mở lại đó, nhưng mà kinh tế vẫn không phục hồi được. Nó còn đẻ ra cái chuyện nữa là chẳng hạn như bây giờ tiệm nail tôi mở lại, sau đó rồi đấy có cái lệnh của ông thống đốc đưa ra là stay at home, rồi xong bây giờ mình lift cái đó. Nhưng mà nếu ông thống đốc đó không có một cái căn bản nào đưa ra bảo là chúng ta phải làm A, B, C, D, thì tiệm nail đó tôi tới, tôi làm nail, tôi cắt tóc, rồi tôi bị virus, tôi phải quay lại tôi kết cái tiệm nail đó, thì cái liability, tức là cái vấn đề mà chịu trách nhiệm nó còn nặng hơn nữa. Cho nên nó phải có một cái chính sách gần như là một cái tiêu chuẩn nào đó của các vị thống đốc đưa ra, là ví dụ cái tiệm nó mở thì phải có những cái gì, chẳng hạn như phải có bao ni lông, phải có xây những cái bằng kiến để nó tạm ngăn lại những cái sự mà lây lan của con virus đó, chẳng hạn như vậy, thì mới không để các business bị các vấn đề mà vấn nạn khác. Cho nên nó phải có cái chuyện đồng nhất là thứ nhất là phải có chính sách nói chung của liên bang họ đưa ra một cái guideline, và sau đó thống đốc của từng tiểu bang họ phải đưa ra từng cái tiêu chuẩn một để các tiệm, các cơ sở thương mại họ mở lại, họ có cái cách để họ nương theo, chúng tôi bị kiện. Và nếu họ làm hoàn chỉnh rồi mà vẫn bị kiện đó, thì lúc đó họ có thể nói là tôi làm hết rồi, mọi sức của tôi rồi, chứ không phải là tôi chưa làm. Chứ nếu mà mình mở một cách mà kiểu như cầu thả là để các business tự quyết định, nó sẽ xảy ra những hỗn loạn sau này của các cơ sở thương mại cũng như là kinh tế Hoa Kỳ. Cho nên tôi nghĩ nó phải có một phương thức. Dạ vâng, thưa luật sư, thì hiện nay có cái sự tranh cãi là có những cơ quan họ tham dò thử đó, thì cái lòng của dân chúng như thế nào, thì có người nhiều, coi như 40 mấy% họ cho rằng là mở cửa thì cũng cần thiết, nhưng mà cái sức khỏe của con người quan trọng hơn. Nếu mà mở cửa mà không đề phòng cẩn thận đó, thì cuối cùng nó lây lan đó, nó đưa cái bệnh dịch đó nó lại còn nguy hiểm hơn nữa. Cho tính cho đến ngày hôm nay là ngày 23 tháng 4 rồi, thì có số người mà đã chết đó, ngày hôm nay chưa tính đó, tính ngày hôm qua đó, thì đã lên tới trên 46 người rồi, một cái số người rất là kinh khủng chứ không phải nhỏ. Một người Mỹ mà hy sinh ở chiến trường Việt Nam trong nhiều năm, trong một thập niên đó, mà chỉ có 58 người, mà hầu đó là biểu tình phản đối chống chiến tranh rất là nhiều. Huống hồ chi bây giờ đó, mà cái sự dự đoán trước đây là nó là sẽ là từ 100.000 tới 200.000, rồi sau đó ông Fauci ông hạ xuống đó còn khoảng 60.000, nhưng mà tới bữa nay chúng ta thấy là cái tình hình nó còn có lên tới kể, nếu mà nó kéo dài thì lên cả trên 100.000 đó, thưa luật sư. Thì với cái sự tranh cãi vừa nêu đó, thì luật sư có nêu lên là tùy theo cái tiểu bang và quyết định, nhưng mà cái làm văn nó như thế nào, trong khi đó
thì một số tiểu bang như là Michigan và một số tiểu bang họ lại đi biểu tình, họ đòi là mở cửa, bởi vì họ nói đa số các thống đốc đó là người dân chủ, cho nên những người mà đi biểu tình đó, họ là ủng hộ tổng thống Trump, họ muốn là mở cửa để cái nền kinh tế phát triển. Thì luật sư nghĩ sao? Tôi nghĩ là số đó là số thiểu số này, không phải là đa số, và đa số thầm lặng họ đều đồng ý với lại cái chuyện là mở cửa từ từ, làm sao mà đừng có bị cái chuyện mà virus lây lan. Nhưng mà cái số thiểu số chúng ta cũng biết, dân Hoa Kỳ đó, về vấn đề mà kiểm soát súng cũng như là những cái chuyện mà biểu tình đó, thường thường là những người mà có tương đối cái khuynh hướng họ là quá khích, họ đứng lên họ nói rất là lớn, và chúng ta thấy là những cái hình ảnh những người biểu tình, có người đeo mặt nạ, có người không đeo mặt nạ, chính những người đó là những người mà lây lan cái chuyện virus ra. Và họ nghĩ là cái quyền mà tự do đi lại, quyền phát biểu tự do, quyền những quyền mà đặt ra trong những hiến pháp Hoa Kỳ là cái quyền bất khả xâm phạm, mà quên đi cái vấn đề số đông. Chúng ta phải nhớ là trong cái thời gian mà như tổng thống Trump nói đó, nếu mà trong thời gian này gọi là thời gian chiến tranh, thì chiến tranh nó có những cái sự hy sinh của nó, mà những cái người biểu tình nó đôi lúc họ quên đi cái sự hy sinh của số đông để cho nó bớt lại cái sự lây lan. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là nước Mỹ nó được lập lên trên cái căn bản là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ của 50 tiểu bang, và nó có cái Bill of Rights, tức là cái quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, là những quyền rất là lớn. Cho nên tôi không có ngạc nhiên gì khi thấy cái số thiểu số đó họ biểu tình, tại vì đó là cái quyền của họ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là nếu mà đất nước Hoa Kỳ nằm trong cái thời gian mà chiến tranh, thì cái chuyện quan trọng nhất là chúng ta phải có một vị lãnh đạo sáng suốt mà họ thuyết phục dân chúng là chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải đợi, và chúng ta phải hy sinh để cho con số đi xuống. Thì những cái đó là những cái mà tôi thấy chưa, tôi thấy ông cái vị tổng thống của chúng ta là hơi khiếm khuyết trong cái chuyện này, là hơi thiếu sót, đóng vai trò một người lãnh đạo trong cái chuyện này. Nó trở lại cái chuyện mà tôi so sánh với ông từ những người tổng thống Roosevelt, những ông mà đứng đầu trong cái chiến tranh thế giới lần thứ hai, ông Truman, chẳng hạn như là ông Lincoln. Mình đem mình so sánh lại để mình coi thử coi cái cách mà giải quyết của vị tổng thống mình, họ có làm sao mà để cho các người dân họ nguội xuống, họ kiên nhẫn không? Tại vì giải quyết bất kỳ một vấn đề nào, nhất là vấn đề như ông Trump nói là đây là chiến tranh đó, thì nó cần cái sự khôn ngoan lãnh đạo của người tổng thống. Dạ vâng, bây giờ thì có cái vấn đề là gần đây, trong mấy tuần gần đây đó, thì tổng thống Trump là lên án Hu và kể cả Trump Cộng. Họ lên án Hu thì ông cho rằng là cái sự quản lý của công ty Hu, tức là ông giám đốc sở y tế quốc tế của Liên Hiệp Quốc đó, thì cho rằng là ông đã bao che hay là quản lý kém, và ông đã gần như là toa rập, nói một cái mà dùng chữ danh tử, toa rập với Trung Cảm để mà bao che cái vấn đề này. Thì tổng thống Trump lên án cả hai, một là quốc gia, cái thứ nhì là người giám đốc về cái vấn đề này, rồi đến nỗi là ông phải cấp cái viện trợ cho Hu đi nữa. Thì số câu Hu đó, khi mà cấp cái viện trợ thì ông Hu ngày 23, tức là ngày hôm nay, thì ông giám đốc cũng có một cuộc họp báo, ông nói rằng cái sự đó là nghĩ quá đáng, chứ thật sự ông đã báo cáo rồi. Nhưng mà qua các cái sự kiện này thì có người cho rằng là tổng thống Trump chỉ trích Hu và chỉ trích Trung Cộng là đúng rồi, nhưng mà dường như ông muốn đưa cái mũi mà bị dân chúng và bị một số báo chí cho rằng là cái lý do người Mỹ chết nhiều, mà chính ông Anthony Fauci là tổng thống là vị bác sĩ cũng đánh giá là nếu mà chúng ta đề phòng cái bệnh nó sớm hơn thì số chết của người Mỹ sẽ giảm đi. Và qua cái chuyện đó thì ông tổng thống Trump cũng rất là bất mãn với ông Fauci, cho nên ông đổ lỗi qua là đó là do Hu và do Trung Cộng đã bao che không minh bạch trong cái vấn đề này. Thì với cái nhìn, cái góc độ nhìn của luật sư, cái vấn đề tế nhị này nó ra sao? Tôi nghĩ là tại vì gần tới ngày bầu cử đó, cho nên ông Trump phải làm mọi cách để ông biện minh cho hành động của mình là tôi là một người lãnh đạo, tôi làm tất cả những chuyện tôi làm đúng thời gian, và tôi kiếm luôn nguyên nhân của người gây ra nữa, mặc dù để người ta quên đi cái trọng, để cho người ta quên đi cái trọng tâm là như thế này. Nếu mà ông đánh ông Trung Cộng, hoặc là ông khiển trách anh Trung Cộng, hoặc là anh kiện anh Trung Cộng, hoặc là có những biện pháp trừng phạt cái Trung Cộng, chuyện sau. Nhưng mà cái cương vị của người tổng thống lúc này là nước chúng ta đang bị cái vấn nạn của corona, thì người tổng thống phải là người đứng ra giải quyết cái vấn nạn của corona trước đã. Thì cái này ông Trump muốn đẩy qua như là nhiều người họ thấy đó, là đẩy cái mũi mà đánh ông đi để biện minh cho cái chuyện là đó, để với những người đó đi, để vào Hu đi, để vào Trung Cộng đi, quên đi cái chuyện tôi đang là lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ, để ông bớt đi cái sự phẫn nộ. Tại vì trong thời gian này cái về vấn đề mà approval rating, tức là về vấn đề mà ảnh hưởng việc làm của ông Trump với ông Biden đó, hai người đưa ra đó, thì hai cái tiểu bang mà tin tức mới nhất đưa ra là Pennsylvania và Virginia đó,
thì hai cái tiểu bang và Michigan đó, thì hai tiểu bang đó ông Trump bị xuống điện, tại vì người ta nói là ông chậm trễ, cho nên ông phải kiếm cách để ông đẩy mũi dùi qua chỗ khác. Ông rất là khéo, ông Trump ông rất là khéo chứ phải không? Cho nên nhưng mà người đông, phần đông dân Hoa Kỳ họ vẫn nhìn ra đây là chỉ vấn đề chính trị như anh vừa đưa ra thôi, chứ không phải là cái chuyện chính ở đây là tôi là tổng thống thì tôi giải quyết chuyện này như thế nào và tôi làm thế nào để giảm thiểu số người chết. Dạ vâng, đối với người Việt Nam của mình, cộng đồng người Việt Nam mà nghe lên án Trung Cộng hay là công giám đốc của WHO đó thì họ rất là thích. Lý do là vì cái ngày 28 tháng 1 là ông WHO đã qua với Trung Cộng gặp ông Tập Cận Bình, và qua ngày hôm sau thì ông về ở Geneva, ông tổ chức cuộc họp báo thì ông cho rằng là đánh giá đúng và chính xác rồi ông thông báo cho quốc tế. Nhưng mà thực tế đó là cái bệnh nó nguy hiểm, nó trầm trọng tới cái mức nào người ta không cho biết, cũng như bây giờ người ta quy trách nhiệm là Trung Cộng đó là không báo cáo đầy đủ, bởi vì họ bưng bít đã đành rồi, nhưng mà họ không cho biết là cái mức độ nguy hiểm, cái tàn khốc của con virus này nó ra sao thì không ai đánh giá được. Đến nỗi là trước đó thì luật sư còn nhớ là Tổng thống Trump có khen ông Tập Cận Bình là đã chống virus rất là giỏi, và kể cả con WHO nữa. Cho nên sau này thì ông thấy là ông không ngờ là cái con virus nó gọi là quá dữ dằn, nó là tấn công rất là nguy hiểm, cho nên sau này ông mới lên án WHO, chứ trước đó thì ông khen ông Tập Cận Bình là người có cái biện pháp khôn ngoan chống được con virus. Thưa luật sư. Đúng rồi, cái chuyện đó là chúng ta cũng thấy là từ những ngày đầu tiên đó, ông coi chuyện đó là một cái chuyện của phía bên đối nghịch, ông là phía bên dân chủ là đánh ông, và ông nói là để chuyện này không có tin cái chuyện này có xảy ra đâu, nó tới Hoa Kỳ nó đi thôi. Chính miệng ông cũng nói ra, tôi nghĩ đó là cái sự khiếm khuyết của Tổng thống Trump trong cái vấn đề mà ông đọc những chuyện khoa học, và ông chỉ coi là cái chuyện mà quan trọng nhất là cái chuyện mà mình được bầu như thế nào và dân Hoa Kỳ được nghĩ về ông như thế nào thôi. Nhưng mà sau khi ông biết chuyện ra thì hỡi ôi, nó lại nhanh quá, nó lây ra, tại vì ông thiếu kiến thức về khoa học và không nghe những người mà cố vấn về khoa học cho mình. Tại vì ở Cali đây, hôm nay chúng tôi mới biết được đó, là phía bên sở y tế đó, cũng như là cảnh sát, họ nói là có hai trường hợp, hai người đã chết vì coronavirus từ hôm 7 tháng 2. Mà bây giờ họ, tại vì không đủ cái testing kit, họ mới, bây giờ mới trở ngược lại. Tức là cái vấn đề chết này nó xảy ra từ hồi tháng 2, ở bên California họ biết được sớm nhất là từ hồi tháng 2, có nghĩa là nhiễm bệnh trước đó nữa. Mà mùng 7 tháng 2 là rất còn sớm. Mà lúc đó thì Tổng thống Trump còn chối cái chuyện mà là không sao đâu, cái chuyện này không ảnh hưởng đến chúng ta đâu. Nó trở lại cái data là nếu mình biết sớm hơn được, có lẽ là mình đã đề phòng sớm hơn, và con số lây lan, số người chết nó có thể không lên tới như con số tới bây giờ. Cái đó là cái khiếm khuyết của ông Trump. Tới ngày hôm nay thì ông cũng không trả lời, và ông nói là tôi không có trách nhiệm. Đó là chuyện đầu tiên ông nói là tôi chưa thấy vị Tổng thống nào mà nói là tôi không có trách nhiệm. Ông là nguyên thủ quốc gia, chúng tôi bầu ông lên thì ông phải có cái trách nhiệm. Mà tôi không quen chuyện đó. Tôi nghĩ là nhiều người nhìn vô chắc cũng thấy là hơi khó chịu, là tại vì tại sao vị nguyên thủ mình nói tôi không chịu trách nhiệm. Cho nên trong chuyện này là hoàn toàn là tôi nghĩ là ông Trump là một vị nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, và nói riêng, nói chung là ông là nguyên thủ cả thế giới. Thì tôi thấy trong cái chiến dịch mà coronavirus này, ông Trump chưa làm tròn trách nhiệm của một vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ, cũng như là không có lấy cái vai trò của Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới để tiếp tục lãnh đạo thế giới, mà có thể để cho bị Trung Cộng anh lấn át trong cái chuyện này. Ngoài chuyện chỉ nói thôi, chứ chưa có gì mà để cho anh Trung Cộng anh đàn áp anh Trung Cộng, hoặc là lấn đến sân anh Trung Cộng, đánh anh Trung Cộng về vấn đề một cách thực tiễn, mà chỉ có lo vấn đề đỡ rồi đẩy mũi dùi qua nói miệng thôi. Cho nên tôi thấy là Tổng thống chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Cho nên tôi nghĩ những người nào mà cộng đồng chúng ta mà nghĩ là ông Trump đánh anh Trung Cộng đó, mình sướng đó, nhưng mà phải coi là cái hành động ông làm thì cũng khả thi tới mức nào thì mình phải đánh giá. Thì tới ngày hôm nay ông Trump, câu hỏi mà đầu tiên chúng ta phải đặt lại là ông làm gì để ngăn chặn cái virus này, và thứ nhì, cái hành động nào của ông Trump làm để cho ông đánh anh Trung Cộng trong cái chuyện hoặc trừng phạt anh Trung Cộng. Nhưng mà giữa hai chuyện trừng phạt và chuyện giải quyết thì tôi nghĩ là chuyện giải quyết là cái chuyện mấu chốt đầu tiên, là cái chết dần còn trước, rồi mới tới chuyện sau này anh trừng phạt anh Trung Cộng như thế nào. Dạ vâng. Phía mà của Tổng thống Trump, tức là tòa Bạch Ốc cũng như là những người binh Tổng thống Trump đó, thì cho rằng là báo chí và một số người chỉ trích quá khe khắt đối với người lãnh đạo, bởi vì không những là nước Mỹ mà ở trên các nước ở bên Âu Châu cũng bị như vậy. Nhưng mà ngược lại có cái người mà gọi là họ không đồng ý đó, họ nói rằng ra trận đó, cái người tướng rất là quan trọng. Anh lãnh đạo làm thế nào mà để cho quân số của anh lãnh đạo không bị chết thì đó là tướng tài.
người lãnh đạo quốc gia đó, làm sao mà giới hạn được tối đa cái mức chết chóc, mặc dù mình biết cái sự nguy hiểm đó, cái con virus đó, mà người ta nói rằng là con virus đó, đó các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã báo cáo trước là nó đưa tới cái thảm họa. Và họ nêu lên cái vấn đề là ông Peter Navarro, ông là cố vấn về kinh tế cho Tổng thống Trump, ông có viết cho Tòa Bạch Ốc hai cái báo cáo. Ông cho rằng là nếu mà trường hợp mà con virus này đó, mà nếu chúng ta ngăn ngừa cấm người Trung Cộng hay là một số các nước Tây Phương mà đến Hoa Kỳ đó, thì chúng ta thiệt hại vấn đề tài chính đó tới mấy tỷ. Nhưng mà nếu chúng ta để cho nó lây lan mà cho những người đó mà lan tràn qua bên này đó, thì cứ mức độ đó nó lên tới 6.000 tỷ, cái sự thiệt hại 6.000 tỷ. Nhưng mà trong lúc đó thì hình như là tập đốc họ chủ quan, họ đánh giá là con virus này cũng không lấy nổ như vậy, qua mùa hè tháng 4 là nó chết đi rồi. Cho nên tất cả những cái sự kiện này thì bây giờ là có cái sự lên tiếng về cái vấn đề đó. Với cái nhìn của luật sư thì có người cho rằng là sự chỉ trích quá khai khắc, thì luật sư nghĩ sao? Tôi nghĩ là cái chuyện này không phải là chuyện mà khai thác quá, mà cái chuyện là chuyện Tổng thống Trump ông thiếu cái sự mà... Xin luật sư nói lớn cho tí. Ông cũng thiếu cái sự mà cố vấn của những cơ quan y tế, và ông không chịu nghe những người về vấn đề y tế. Tại vì những trở lại là ông Tổng thống Trump ông vẫn muốn là làm sao cho cái thị trường chứng khoán nó lên. Cái vấn đề mà lợi nhuận về kinh tế là chuyện đầu tiên. Và ông không lường được là nếu mà thảm họa y tế nó xảy tới đó, thì cái vấn đề mà mất mát về kinh tế phải lớn như vậy. Cái đó là không đoán được, và cái đó là cái không nhìn trước được, như là một vị lãnh đạo đúng ra phải nhìn ra. Thì cái đó là tôi nghĩ là không có gì khe khách lắm đâu, tại vì mình những cái trọng trách đó là ông được bầu là tổng thống, có nghĩa là ông đã chịu trách nhiệm rồi, không sao đừng làm tổng thống chứ không nào không trách được. Mình trách chứ, tại vì mình bầu ông lên mà ông lại chịu trách nhiệm, nó không thôi đừng ứng cử. Nếu anh ứng cử thì anh làm cái vai trò đó thì anh phải chịu cái trách nhiệm đó, và anh phải bị chỉ trích nếu mà anh làm sai. Cho nên trong trường hợp này tôi không nghĩ có gì là khe khách quá cả, nhất là mình là vị nguyên thủ quốc gia. Dạ vâng, chúng ta cũng biết là nếu mà quý vị đã báo chí của Nhật hay là của Anh á, hiện tại Anh hay Pháp họ cũng lên án về ông Boris Johnson, tức là thủ tướng của Anh cũng chậm trễ trong vấn đề những cái biện pháp chống lại virus để cho số người ở Anh chết nhiều. Bữa nay là chết lên tới 16-17.000 người rồi. Trong khi ở Nhật cũng vậy, họ cũng bị chỉ trích ha. Thì nói chung á, là dưới chế độ tự do, cái người cầm quyền là người coi như là người public, tức là người công cảm. Do nó làm đúng hay dở đó, thì người dân có quyền phê phán. Cho nên nếu mà bị phê phán là cái chuyện đương nhiên, đó là cái thể chế của dân chủ. Chỉ dưới chế độ độc tài như là thời của ông, như là ông Putin bây giờ, hoặc ông Tập Cận Bình, hoặc là dưới ông ở Việt Nam chẳng hạn, thì không dám chỉ trích thôi. Chứ còn đối với các chính phủ tự do là họ chỉ trích người lãnh đạo, họ thấy là người lãnh đạo chưa hoàn hảo thì họ có quyền chỉ trích. Trên cái điều đó đó thì cũng có thể là nó khai khác hay không khai khác, thì dưới chế độ, dưới cái chế độ dân chủ là luôn luôn có cái chuyện phải có chỉ trích, thì đó mới là tốt. Bây giờ khi nãy đó luật sư có nhắc tới ông Joe Biden, mà ông Joe Biden bây giờ đó thì người ta coi như là ứng cử viên đã mua được cái tấm giấy chạy đua vào Tòa Bạch Ốc đối với đảng Dân Chủ rồi. Ông chỉ chờ cái đại hội của đảng Dân Chủ lẽ ra tháng 7, bây giờ họ dời tới tháng 8, thì coi như là ông và Tổng thống Trump sẽ chạy đua vào Tòa Bạch Ốc, một bên Cộng Hòa, bên đó Dân Chủ. Thì qua cái sự kiện mà Tổng thống Trump chống con virus này đó, Vũ Hán này đó, thì ông Joe Biden hồi nãy luật sư có nhắc tới đó, thì ông có cái đề nghị hay là cách một cái giải pháp nào để mà nếu ông là Tổng thống thì ông sẽ chống như thế nào, có cái biện pháp gì không thưa luật sư? Tôi nghĩ là ông Joe Biden với lại ông Trump đưa ra đó, thì ông Joe Biden ông có lẽ sẽ nghe lời cái cơ quan y tế nhiều hơn và lo về vấn đề mà sức khỏe nhiều hơn là ông Trump. Và hai bên cũng sẽ đưa ra cái chuyện là bên nào chịu trách nhiệm trong cái vấn đề và trừng phạt anh Trung Cộng trong cái chuyện mà cái con virus gây ra. Tại vì ông Trump và ông Biden hai bên đã có sự đối chất, và ông Trump sẽ đánh ông Biden về cái chuyện gọi là hồi trước đây ông làm senator ông không chịu đánh anh Trung Cộng, và ông Biden thì đánh lại ông Trump là ông lên ông nâng ly với ông Tập Cận Bình, ông còn khen ông Tập Cận Bình nữa. Và những cái chuyện mà ông bảo vệ vấn đề mà cho ông Tập Cận Bình đó, nó đưa ra cái chuyện trễ nải dân Mỹ bị chết nhiều. Cho nên cái chuyện mà đánh với Trung Cộng cũng là một cái chuyện mà sẽ xảy ra trong cái kỳ bầu cử này, để hai bên sẽ có cái trận chiến đánh nhau để đổ trách nhiệm cho bên nào. Ông Biden cũng có một số lợi điểm và cũng có một số khuyết điểm, và ông
ông Trump cũng có một số lợi điểm và cũng một có số một số khuyết điểm, cho nên chuyện đó chúng ta phải coi. Nhưng mà nói chung đó thì người dân Hoa Kỳ họ có thể họ tin tưởng đảng Dân Chủ hơn trong cái vấn đề về vấn đề đối chất với vấn đề y tế. Chúng ta không biết là phía bên Dân Chủ họ ủng hộ cái chuyện mà universal care, tức là cái chuyện mà một cái hình thức nào đó tất cả dân Hoa Kỳ đều phải có vấn đề khám bệnh cả, để đề phòng cái trường hợp mà lỡ có cái virus xảy ra thì ai cũng được đi khám. Tại vì nếu người ta không đi khám, không có tiền, người ta không đi khám đó, thì cái chuyện lây lan nó xảy ra rất là nhiều và nó cái thiệt hại kinh tế nó nặng hơn nữa. Cho nên trong cái chuyện mà đặc biệt là cái nạn mà coronavirus xảy ra thì tôi nghĩ phía Dân Chủ có lợi thế hơn. Tại vì thường thường họ để ý đến chuyện đó và họ lo chuyện đó nhiều hơn. Và tôi nghĩ là chúng ta cũng phải để ý đến chuyện đó, là chúng ta phải over invest, tức là phải đầu tư hơn nữa trong hệ thống sức khỏe, để lỡ có chuyện hết có cái con corona này lại có con Budweiser thì sao. Thì trong trường hợp đó tôi nghĩ là chúng ta phải over invest, tức là phải đầu tư nhiều hơn trong cái chuyện mà chăm sóc sức khỏe và ai cũng có bảo hiểm cho người dân, để cho nếu lỡ có trường hợp xảy ra mình đối phó lại. Thưa luật sư, thì có lẽ vì con virus 19 này nó che mờ hết tất cả những cái tin tức mà quan trọng. Ví dụ như quan trọng là bây giờ người ta đặt câu hỏi là ông Joe Biden coi như chạy đua vào tòa Bạch Ốc, mà họ đặt nghi vấn là, hay là đặt câu hỏi là ai sẽ là phó tổng thống. Bởi vì cái người phó tổng thống rất là quan trọng. Và trước đây đó, thì khi mà ông Bernie Sanders mà ông rút lui đó, thì ông Joe Biden có tuyên bố là ông sẽ chọn một người phụ nữ đứng làm phó tổng thống ông. Nhưng mà tới giờ người ta nêu lên có nhiều giả thuyết cho rằng có thể chọn bà vợ của ông Obama, có thể chọn bà Harris ở bên Cali, bà thượng nghị sĩ ra ứng cử, hoặc là chọn những người nào khác. Thì với cái nhìn của luật sư, nhân cái cơ hội này luật sư có thể chia sẻ, hé lộ cái điều gì luật sư biết không? Tôi nghĩ nếu mà cho vấn đề mà để vấn đề mà politics đó, tức là vấn đề chính trị đó, một người đàn bà mà không có mang tiếng nhiều, tức là khó bị đánh đó, mà không bị mà có cái quá khứ đưa ra để đánh nhiều mà đào sâu được đó, là vợ ông Obama. Tại vì chúng ta bà là từng là đệ nhất phu nhân, bà còn học giỏi hơn ông chồng nữa, và bà không bị mang tai tiếng cũng như không hề xuất hiện đưa ra những cái chính sách trong cái kỳ bầu cử vừa rồi. Chẳng hạn như ông lựa bà Elizabeth Warren, hoặc là ông lựa bà Harris, những người đàn bà đó là những người đàn bà trong cái cuộc tranh cử vừa rồi đều đưa chính sách ra và có thể bị áp phê ngược là anh đưa những người đã từng bị rồi. Trong khi ông đưa bà Michelle Obama ra đó thì có thể là bà không bị, và ông vẫn có thể đưa được cái tên là Biden Obama. Hồi trước đây là Obama Biden thì bây giờ là Biden Obama. Cho nên trong cái chính sách đó đó, ông có đường hướng thuận lợi hơn với những người ứng cử viên. Cái vấn đề là không biết là bà Michelle bà có chịu ra ứng cử hay không, chứ trong những người mà tôi nghĩ sáng giá nhất phụ nữ đó là bà Michelle Obama. Bên đảng Cộng Hòa, tức là Tổng thống Trump đó, ra ứng cử, có người nêu lên cái câu hỏi này, đây chỉ nghi vấn thôi, không biết là cái sự thật nó như thế nào. Tổng thống Trump đề cử ông Mike Pence làm coi như chịu trách nhiệm về chống con virus này. Nhưng mà nếu chống có hiệu quả đó, thì ông có thể giữ là đứng chung với liên danh để mà ra ứng cử trở lại. Nhưng mà ngược lại, chống không có hiệu quả thì ông có tìm cách để ông tha thế một người khác. Đó là cái giả thuyết thôi. Thì dưới cái nhìn của luật sư có nghĩ sao về vấn đề này? Tôi nghĩ là ông sẽ không làm chuyện đó đâu. Cái đó là một cái giả thuyết. Nhưng mà trừ khi mà trong cái trận chiến này mà ông Trump ông bị cái phô của ông, tức là vấn đề mà đo lường cái sức mà của dân chúng đó mà đi xuống nhiều quá, thì ông mới phải làm chuyện đó thôi. Chúng ta cũng biết là ông Trump ông rất giỏi về vấn đề politics, phải khen ông là vấn đề politics, về vấn đề đánh bóng tên tuổi của mình trong cái campaign của ông, về những cái chuyện mà lấy lòng dân Mỹ trong cái khối mà bầu cho ông. Chẳng hạn gần đây nhất là cái chuyện mà ông ngăn cấm vấn đề di trú được vô chẳng hạn, như vậy là những cái chiêu về vấn đề mà politics của ông đó, về vấn đề chính trị đó. Chứ thật sự cái lệnh của ông ra thì 70-80% hồ sơ của di trú cũng đã thi hành rồi, và cái chuyện mà ông cấm một số người đó và ông cho ngoại lệ rất ư là nhiều, cho nên thật sự nó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu, chỉ có 60 ngày thôi. Nhưng mà ông phải kiếm cách để ông gọi dậy những người ủng hộ ông để ông kiếm chuyện. Cho nên ông Tổng thống Trump ông rất là thông minh trong vấn đề chính trị. Cho nên nếu mà đặt trường hợp ông cần phải làm hy sinh ông Pence để ông giữ cái bê rồi ông nói đổ cho lỗi người khác, chuyện đó có thể xảy ra. Đối với ai chứ đối với ông Trump là tôi chắc chắn chuyện đó có thể xảy ra được. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta còn khoảng 10 phút còn lại, thì một cái gói kích cầu mới đây có thể là được gần 500 tỷ để mà yểm trợ hay là tài trợ cho các small business, bởi vì gói kích cầu trước đây đó 2.200 tỷ đó để giúp cho các cơ sở kinh doanh,
Nhưng mà các cơ sở small business như là tiệm tóc, tiệm nail hay là các nhà hàng mà có chừng 20-30 người đó, dường như họ nộp đơn không kịp, mà tới chừng họ nộp đơn rồi đó thì các cơ quan nói rằng thấy tiền rồi, bây giờ cho nên hạ viện có thể biểu quyết và chấp nhận cho một cái gói thứ hai, tức là 500 tỷ đô la thì sẽ giúp đỡ, mà đặc biệt trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta thì luật sư đó là cái người cũng giúp đỡ cho các cái small business bên Cali, thì luật sư có thể chia sẻ với cái gói kích cầu này, thông báo cho các cái small business mà chưa được cái may mắn để mà vay trong cái đợt thứ nhất, thì cái đợt thứ nhì này nó như thế nào, luật sư có thể chia sẻ. Dạ, tôi nghĩ là chúng ta phải nên áp dụng, và chúng ta cũng nhớ là kỳ rồi đó, bà Nancy bà phê bình cái gói kích cầu kỳ trước đó là tại vì cái ủy ban nó gọi là kiểm soát đó. Ông Trump đã muốn đưa ra nhanh, bà nói là cái ủy ban kiểm soát nó phải có để cho những cái small business, những người nhỏ nào đó họ nhận được tiền họ tới. Nhưng mà cái ủy ban kiểm soát kỳ rồi đã bị nhanh quá, cho nên cái ủy ban kiểm soát đã không thành hình. Cho nên chuyện nó xảy đến là các nhà băng họ đưa cái tiền mà kích cầu đó cho các cơ sở thương mại lớn, chứ không đưa cho các cơ sở thương mại nhỏ. Và các nhà băng đó họ lại dùng coi là cái cơ sở thương mại nào đi deposit tiền cho họ nhiều, họ cho người đó cái tiền mà gọi là kích cầu trước. Cho nên chuyện đã bị xảy ra, và nó xảy đến chuyện thứ nhì là chúng ta có cái kích cầu thứ nhì. Cho nên quý vị phải nhớ là những cơ sở thương mại nhỏ của chúng ta đó có hai nguồn tiền mà quý vị nên nên nộp đơn vô. Thứ nhất là economic disaster, cái đó là quý vị nộp qua phía bên cái website của SBA, và trong đó đó họ từ chối hay không từ chối gì họ cũng sẽ đưa cho quý vị 10.000 trước. Nó căn cứ vào quý vị có bao nhiêu nhân viên, ví dụ có 3 nhân viên thì họ đưa 3.000, 4 nhân viên thì đưa 4.000, 5 nhân viên họ đưa 5.000. Những nhân viên đó thường là quý vị phải có cái payroll là mình đã trả rồi, và cái tiền đó coi như họ sẽ cho mình. Và mình có thể mượn một cái loan ở trong đó với số tiền lãi rất là nhỏ, rẻ nữa. Cái gói mà kích cầu thứ nhì họ có thể apply và xin được cùng lúc là qua nhà băng của mình. Nó gọi là cái chuyện mà PPP, tức là cái payback cái loan để mình giữ nhân viên của mình lại. Thì cái đó nó nhân lên với lại 2.5. Mà cái đó quý vị không làm lấy được, quý vị phải qua nhà băng của quý vị để quý vị làm. Cho nên quý vị nhớ tất cả những cơ sở thương mại nhỏ, từ các tiệm nail tới nhà hàng, tới những tiệm ăn của người gốc Việt chúng ta, đều có thể xin được cái tiền này. Và 75% những số tiền mình mượn có thể được xóa nếu mình tiếp tục mình giữ công ăn việc làm đó cho cái người nhân viên của mình dưới cái hình thức kích cầu của cái PPP. Cho nên quý vị phải liên lạc với nhà băng của mình, cũng như là phải lên website điền vô cái Economic Disaster Loan ở trên thẳng với SBA để quý vị có được hai cái nguồn mà lợi đó cho quý vị. Đó là cái mà tôi khuyên là quý vị phải làm liền. Nếu quý vị chưa làm, phải làm liền. Thưa luật sư, thì luật sư có vừa nhắc tới là từ 3 người trở lên. Bao nhiêu người thì cái giới hạn có thể vay được? Ví dụ trong nhà hàng có 20-30 người, nhưng mà chỉ có 3-4 người, 5 người trong tiệm nail, tiệm hớt tắp, như vậy thì có xin được không? Xin được. Ví dụ như cái cờ sinh thoại của mình lãnh đất vô chung thì anh được 1.000 trong cái gói kích cầu mà nó gọi là economic loan disaster. Mình có 2 nhân viên thì mình được 2.000, cái đó là cái tiền họ coi như họ cho đó, và cộng thêm cái loan mình cần để mình làm cái gì trong cái economic disaster với lại phía bên SBA. Còn riêng về cái loan mà PPP đó, tức là để giữ lại payroll đó, tiền mà những nhân viên mình, thì nó tùy ra bao nhân viên mình, cái payroll mình đã trả bao nhiêu trong năm vừa qua, thì họ sẽ nhân lên 2.5 để họ đưa mình cái tiền đó. Và nếu mình tiếp tục mình dùng cái tiền đó để mướn nhân viên mình trở lại để họ làm việc cho mình sau khi business mở lại đó, thì cái tiền đó tới 75% mình sẽ được chính phủ cho mình xoài. Nhưng quý vị phải nhớ, 1 nhân viên cũng được, 2 nhân viên cũng được, 3 cũng được, 4 cũng được, bao nhiêu nhân viên quý vị cũng đừng nên bỏ qua. Thưa luật sư, hiện tại ở Houston á, các cái ngân hàng họ tạm thời họ đóng cửa, nếu mà có tới đó chỉ deposit qua xe thôi, nhưng mà nếu có hạn nó mới vào bên trong, thì luật sư cho cái lời khuyên như thế nào, mình phải hạn trước hay là phải nhờ một người làm trung gian, hay là mình trực tiếp tới ngân hàng? Thưa luật sư, quý vị tới ngân hàng mà sẽ đóng cửa rồi, quý vị quan trọng nhất là quý vị vô cái website của nhà băng của mình, tất cả quý vị phải vô website nhà băng của mình để quý vị có thể apply qua cái website nếu nhà băng họ không mở cửa. Còn nếu mình là cơ sở thương mại, thường mình nói chuyện được với người rep của mình thì nhờ người đó họ làm. Nhưng mà tất cả các nhà băng họ đều nhận cái application và PPP qua hệ thống online hết. Chẳng hạn như Chase, Bank America, họ có những online, quý vị phải nhờ người thân trong gia đình, người nào biết tiếng Mỹ để lên đó, quý vị kiếm cái chữ PPP để quý vị apply cho cái loan đó qua nhà băng của mình, không cần phải tới nhà băng. Và tất cả những cái đó điền không có khó, và quý vị có thể có một người nào dành tiếng Anh giúp quý vị điền.
Vâng, bây giờ thì cũng gần kết thúc chương trình rồi. Xin luật sư có thể chia sẻ qua cái COVID-19 đó, mà cộng đồng của người Việt chúng ta ở thủ phủ, tức là thủ đô của người tị nạn đó, ở Nam Cali, thì cái tình trạng của ở bên đó nó bi đát như thế nào, tức là từ nhà hàng, ở tấp, tiệm ăn, tiệm nail, đủ thứ hết, thì nó có gặp khó khăn nhiều không thưa luật sư? Cá nhân tôi đó thì tại vì chúng ta trải qua cái chuyện ở với Cộng sản năm 1975, và khi mà Cộng sản chiếm miền Nam đó thì chúng ta biết là dân miền Nam mình cực lắm trong vòng 10 năm trời. Và mình cũng liên tưởng lại cái chuyện mà bố mẹ mình, anh em mình, bà con mình lúc mà Cộng sản vô đánh tư sản đó, và mọi người mua đồ tích trữ đó, thì cái chuyện mà coronavirus này cũng giống giống như vậy thôi, mình liên tưởng đó thôi. Nhưng mà mình thấy thì rõ ràng là với Việt Cộng nó nặng hơn nhiều. Trong khi ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta có những chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ với cái sức sống của dân Hoa Kỳ và cái chế độ tự do đó thì đây là một cái vấn nạn thật. Nhưng mà cái vấn nạn này từ từ rồi chúng ta cũng vượt qua được hết, tại vì nó không đến nỗi thê thảm như năm 1975 mà mình ở với Cộng sản. Nếu ai mà thấy thê thảm đó, mình nhớ lại cái thời điểm 75 lúc mình ở với Cộng sản đó, mà nó vô đánh tư sản mại bản, sau đó rồi chúng ta phải mua đồ tích trữ, mua bánh mì, mua đồ ăn, mua gạo đó, thì nó hai cái ở đây ta mua giấy đi cầu, thì mình thấy rõ ràng hai cái nó không đến nỗi như là với Cộng sản Việt Nam, mà chúng ta không có tương lai cho 10 năm. Hoa Kỳ ít nhất chúng ta thấy được tương lai. Nên trong cái bi đát đó, nếu mà những người nào đã trải qua như cộng đồng người Mỹ gốc Việt chúng ta đó, thì tôi nghĩ là không nói thê thảm lắm đâu. Vẫn có cái nhìn mà mình hướng về ngày mai được, chứ không nên nói mà bi đát như là mình nghĩ. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới bố mẹ mình, những người thân lớn tuổi của mình, những người đó vào những cái, chẳng hạn như chính mình, là những cái người mà dễ bị bệnh thôi. Và tại vì chúng ta lớn tuổi rồi, và người thân của mình là những cái người chúng ta cần bảo vệ nhiều nhất trong cái chuyện của coronavirus này. Tại vì có thể là người thân mình sẽ bị nhiễm coronavirus, những người lớn tuổi đó. Cho nên chúng ta, tôi nghĩ là mình phải có trách nhiệm, mình nhìn cái chuyện hy sinh của mình để mình bảo vệ những người trong gia đình và người thân của mình. Vâng, bây giờ thì chỉ còn hơn một phút thôi. Đối với cái vấn đề của các small business mà bây giờ gặp khó khăn đó, thì theo cái lệnh của tiểu bang đó, họ quản cho làm sao để mà nói với chủ nhà hay nói các cơ sở thương mại, các owner đó, landlord đó, họ cho bớt 2-3 tháng để họ đã trả tiền. Như vậy thì bớt có nghĩa là phải trả, nhưng mà trả tương lai. Bây giờ họ không có đủ tiền, thì luật sư có thể chia sẻ về luật lệ của vấn đề đó như thế nào? Thường thường các chúng ta phải nhớ là thường thường các thống đốc và họ đưa ra một cái lệnh ra đó, là họ nói không cho đuổi mình thôi, chứ không phải là không được thâu tiền nhà, chủ không được thâu tiền nhà. Nhất là những quý vị thương mại đó, trong cái thời điểm này đó, thì người chủ phố họ vẫn phải trả tiền cho nhà băng như thường. Cho nên cái quan trọng nhất quý vị đừng có nghĩ là chủ phố họ không được đuổi mình ra bây giờ, có nghĩa sau này không được đuổi mình ra. Mình không trả tiền nhà, họ có quyền họ đuổi mình ra sau này, có thể là 60 ngày, có thể 90 ngày, tùy theo từng tiểu bang, mỗi thống đốc họ đưa cái lệnh ra thôi. Nhưng mà quý vị phải liên lạc với chủ phố mình để quý vị năn nỉ. Nếu mà họ không đồng lòng thì quý vị phải kiếm cách quý vị tranh nỉ cho họ để trả cái payment đó, chứ không phải là mình không phải trả và sau này họ đuổi mình ra được và mình vi phạm hợp đồng. Cho nên quý vị nhớ bắt buộc phải liên lạc với chủ phố, chứ đừng ỉ lại bảo là có cái lệnh của thống đốc tôi không cần liên lạc. Dạ vâng, đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình, và chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn luật sư Đỗ Phủ, mặc dù rất là bận rộn nhưng mà cũng đóng góp trong chương trình này để gửi đến quý khán giả của chúng ta. Xin mời luật sư có lời chào. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả và chào Hoàng Bắc, mà hai gặp lại một lần nữa. Cảm ơn luật sư và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, và xin quý vị nếu mà thích chương trình thì xin quý vị chuyển cái chương trình này đến với bạn bè và thân hữu. Chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.